Rất là hạnh phúc, họ chơi tiết cả quý vị ơi. Thấy nhà bên họ chơi tiết rất là hạnh phúc kìa. Tôi đi qua, tôi quay phim cho quý vị coi nghe. Họ đắp thật là cao kìa. Nó thành đá rồi. Đông thành đá rồi nè. Đẹp quá, trắng xóa luôn. Đó, đó, các vị làm con đấy tiếc là làm cái hình hình đẹp. Good. Đẹp không? Trắng xóa luôn. Ồ, tuyết. Giờ nó đông thành đá rồi nè, thấy chưa? Xe đẹp không quý vị? Đẹp không? Ồ, nay nhà tôi nó trắng tinh luôn. Phát ra. Kìa đó, quý vị đắp. Đắp lấy tiếc đắp cái hình. Đó. Thấy không? Mình thấy không? Hay quý vị đắp tiết lắp hình kìa. Đẹp không? Good. Happy, happy. Good, đẹp không? Đó. Mình đắp rất đẹp. Gia đình rất hạnh phúc. Tôi thấy ai hạnh phúc tôi vui lắm. Giờ là ngôn ngữ bất đồng. Nó đẹp không đó? Good, good. Family happy. Family happy rất đẹp. Đó. Đây họ lấy tiết. Một hồi chiều nay tôi rảnh, tôi cũng lấy tiết tôi đắp vậy coi. Mà tôi có một bình tủ tôi đắp đâu có đẹp. Đẹp good. Nó có gì thấy không? Happy, happy. À, thấy đẹp không? Good, happy. Mẹ. À. Nè, thấy không? Family happy. Good. Nè, rất là đẹp. Hai vợ chồng mà hốt nhiều tiếc là phải rất là đẹp. Happy, happy quá. Đi New Year Việt Nam 9 days là New Year Việt Nam. 9 days? 9 days là New Year Việt Nam. Yeah. Đẹp. Như là home là 2 year. Yes, no. Home là by 2 year. Oh yeah, same. 2 year. Oh yeah, it was around the same time. Good. Yeah, it's crazy. Là cái nhà của tôi với nhà của vị này là mua cùng một năm, dọn như một ngày luôn, là đúng 2 năm. Đó, thấy không? Đi không là nó ước nhớ hết. Trời. Nó trơn. Nó trơn dễ té lắm. Nó đông thành đá rồi.
đông thành đá rồi, ướt đôi giớ nữa rồi. Ôi, nhà này với nhà tôi mua chọn tội nghiệp, có cái duyên sao đó, mua một lượt dọn vô một, không biết phải một ngày không nữa, nhưng mà nhớ là mua dọn ăn Tết luôn đó quý vị. Còn có tôi dọn 28 Tết, 28 Tết âm lịch á, là nay còn mấy ngày nữa đúng 2 năm tròn. Cái này cái gì nó bay tùm lum gì đây. Ở Mỹ phải luôn có ý thức, thấy cái gì bay mình phải lượm. Thấy gia đình ta hạnh phúc, cái mình thấy vui ghê quý vị. Tuy rằng cái gì chứ, đời tôi lúc nào cũng mong được thấy người hạnh phúc hết trơn á. Thấy gia đình mà hai vợ chồng trời lạnh mà đắp cái đó thấy rất là hạnh phúc nha. Thấy thương sao á. Cái gì con? Cái gì chim? Con kêu gì con? Đời này mình thấy ai hạnh phúc là mình vui, mình thấy ai tốt là mình mừng, là mình được cái phước các chị nghe. Quá trơn rồi, không dám đi. Cái này mà tôi quất một cái ịch đó là tôi thành giống như cái trái mít rụng á. Thôi đi vô. Đã quá trời ơi, nè, giống như nước đá bào vậy đó, lạnh lắm. Giờ tại vì tôi không có thời giờ, phải có thời giờ tôi ra tôi đắp một cái cây tiết giống như là người gia đình đó vậy đó. Ta thuận giờ thuận chồng mà ta hốt đất ta đắp, ủa hốt tiết ta đắp đẹp không. Nên hai vợ chồng đứng chiêm nghiệm nha. Ôi quý chú cha ơi, thấy hạnh phúc ghê cái cuộc đời, sao có những người hạnh phúc thế. Bồ Tát ơi, mong Bồ Tát cho mọi người, cho những người tốt họ luôn được hạnh phúc như vậy nha Bồ Tát. Cho tất cả những quyến thuộc của con họ được hạnh phúc như vậy đó. Thấy hai vợ chồng đắp cái cây đó mà rất là hạnh phúc. Rồi, ngồi nghỉ một chút. Nghỉ một chút rồi xuống làm nữa quý vị ơi. Còn một bàn ở dưới đó. Còn một bàn ở dưới làm chưa xong ở dưới đó. Đẹp quá. Đẹp quá. Nên thơ quá. Nên thơ quá mọi người ơi. Đẹp làm sao. Tuyết trắng tinh. Tuyết trắng. Tuyết rơi trắng xóa chân cầu. Mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Con chim sắt đã lao vào trong khói trắng, để lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đến đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mộng tường. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Cớ sao những buổi chiều mưa lạnh tôi đến đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi phất dần cũng khói trắng sương mà.
kẻ dậy khăn tay chào người ở lại, kẻ dội vàng nhắc mớ hành trang. Nghe họ chúc nhau câu thượng lộ bình an, mà tôi nghe như từng giọt chảy trong hồn, dội cúi mặt gục đầu để nhớ, để khéo ngăn đôi dòng nước mắt. Phải chăng đất Việt trời Âu cách ngăn một bờ dịch thủy, nên một lần đi là khó thể quay về. Một kẻ ly hương như tháng đợi năm chờ, ôi khói phi cơ đã tan dần trong mây lạnh, sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo. Một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột như nỗi sầu lữ thư. Tôi muốn mượn cánh chim để gửi về đất mẹ tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Đất khách bơ vơ là bốn bề, nên lòng vương vấn nhớ thương quê. Mùa xuân về nữa, xuân về nữa, tuyết trắng rơi nhiều, dạ tay tay. Mỗi độ xuân sang, tôi thấy lòng mình như xe lại, nhớ làm sao hương vị của quê nhà. Dưa hấu mùa đông như bưởi ngọt biến quà, rượu bà điểm nem chua thủ đức, cam cái bè măng cục lấy thiêu. Ôi muối sầu riêng ngon ngọt biết bao nhiêu, cơm nấu gạo nanh tròn thơm bát ngát, mùi hương khói lẫn trong tiếng pháo, một cành mai nở rộ đón giao thừa. Nóc giáo đường lạnh lẽo đứng chơ chơ, vài chiếc lá giật giờ bay trước gió, tuyết rơi trăng xóa chân cầu. Mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai, ai lạnh hơn ai. Lạnh tiêu, lạnh quá. Mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Rồi, nó còn bao nhiêu món này nè, mà ca mà hát nè, thấy không? Thấy không, tôi còn xát xíu nè, xát xíu chưa làm nè, mới vừa chiên cái lòng bì nè, mới vừa thái củ sắn xong nè. Thì mà còn ca hát, còn thao cá chưa trộn nè. Thì mà ca hát thao cải đi, nghiêu ngao gì đi, thấy không? Nghiêu ngao và mới vừa xát củ sắn xong nè, thái củ sắn xong rồi, thấy không? Thấy không? Thấy gì? Thấy chiên bì ngon không? Chiên khoai lang, khoai môn nè, củ tà hủ nè, sắc rồi nè, thấy không? Bây giờ đang làm thính nè, ăn sai thính rồi mới trộn nó cho nó món nào cho nó rồi món đó. Sai thính trộn món nào cho rồi món đó. Chút nữa cho nó thấm, nó khét khét chút nữa. Đó.
tuyết rơi trăng xóa chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Hỏi chọc chơi nó làm hồi mệt đi hát nghiêu ngao vậy đó, tâm thiện thấy không. À, giờ sư phụ còn như đây nè, còn này đậu phộng nè mới rang nè, rau cá chưa làm nè, không ngâm muống tàu, muống tàu làm cá, ngâm hai bịch miếng làm bì, thấy chưa? Nó bao nhiêu việc chưa làm nó mà hát nghêu ngao rồi đó. Nè hem làm cá nè, chờ cho ra đá xả cả đống vậy đó, chưa rồi mà hát nghêu ngao vậy đó. Rồi chờ thính xong cái sai thính, cái trộn bì xong món bì đi cho nó trống rồi làm tiếp gì đó làm. Thấy không, tuyết rơi mát quá, đẹp quá, đẹp quá. Tuy rằng nó không đi lại tự do được nhưng mà nó đẹp quá, tôi phái tuyết lắm quý vị ơi, tội nghiệp quá. Mấy cái cây con thấy không, sư phụ đem con trồng trong nhà thấy không, chứ bữa nay là con ở ngoài là con chết rồi, con thấy không, thấy không? Sư phụ đem con vô trồng trong nhà đó, thấy không? Con ở ngoài là con rồi đời, con rồi. Ở ngoài là con rồi đời, con rồi, thấy không? Thấy không? Ở ngoài là con rồi đời, con rồi. Đức Thế Tôn ngồi yên lặng, nhìn chúng sanh ngẩn ngơ. Thấy chúng sanh khổ đôi bờ, sanh tử cũng bởi tham sân si. Thấy không, Đức Thế Tôn mỉm cười với chúng ta đấy. Mỉm cười. Hôm qua tại người ta gửi cho đèn cầy, cái nó bị bể, cái tôi phải lấy cái chén tôi bỏ vô nè, bỏ vô đốt cho hết cái đàn cầy này đi, nó chảy tùm lum, nó bể đàn cầy, ta thải ta mấy cái chỗ dao đồ, chắc ta không biết đàn cầy á, ta thải nó bể hết cây rồi, cho nên cũng lấy đốt cho Phật tử có phước. Tội nghiệp quý vị cúng dường, tôi thích đốt suốt kìa đó. Nó chảy tùm lum, cầy ráng cho hết cây này đi rồi dẹp luôn nè, nó làm bể cái nắp. Lúc nào bạn Phật tôi cũng thích có cánh đèn đó, cánh đèn trước mặt Đức Thế Tôn.